Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoàng Sơn Live Ship. Hôm nay tôi đưa các bạn đến xem người dân Yên Bái khai thác quế như thế nào. Cứ đỏ đi. Quế to chưa các bạn ơi? Đây là toàn cảnh cánh rừng quế tỉnh Yên Bái. Đây đang khai thác đây các bạn ạ.
bên dưới kia là xóm xóm làng.